Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cà Tướng Maria. Trong video hôm nay, mình tiếp tục gửi đến các bạn gián 3 giữa Tây Độc Nguyễn Thành Bảo và Túy Kỳ Tiên Trềnh Sáng. Đây là trận đấu tại giải số mắt diễn ra ngày 10 tháng 10, 2021. Mời các bạn thưởng thức gián cờ Tây Độc phế mã phản công thần tốc. Chuyên. Chuyên. Chuyên.
chuyên. Chuyên. Chuyên. Trong chuyên. Trong chuyên. Trong chuyên. Chuyên. Trong chuyên. Trong chuyên. Thank you.
chuyên. Xe 4, tấn 2. Cho đến đây, Túy Kỳ Tiên Trềnh Sáng đã buông cờ nhận thua vì không thể nào đỡ được nước xe 4 bình 5 và chốt 4 bình 5 sát cục. Các bạn vừa xem xong ván cờ rất hay của Tây Độc Nguyễn Thành Bảo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất.